Xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, vào tháng 7 năm nay, lũ lụt, mưa đá, hạn hán và các thiên tai khác thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc đại lục, trong đó có 20 tỉnh bị thiên tai lũ lụt. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 29 tháng 7 thông báo, vừa qua Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và các vụ đơn vị đã tiến hành tham vấn, phân tích về tình hình thiên tai trên cả nước trong tháng này. Theo giới thiệu chính thức, trong tháng 7, các thảm họa thiên nhiên chính trên cả nước là lũ lụt, mưa đá và hạn hán. Các thảm họa băng tuyết, động đất, thiên tai địa chất, bão cát, cháy rừng và đồng cỏ cũng xảy ra ở các mức độ khác nhau. Tổng cộng có 9,584 triệu người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên khác nhau. Trong tháng 7, lượng mưa trung bình toàn quốc là 57mm, thấp hơn 18% so với cùng kỳ các năm trước, xảy ra ở 4 trận mưa lớn trên các khu vực. 42 con sông ở 10 tỉnh và khu vực tự trị bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến và Giang Tây có lũ lụt vượt mức cảnh báo. Trong số đó, lượng mưa lớn từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 7 đã gây ra lũ lụt ở một số khu vực phía Đông và Nam Trung Quốc, đồng thời gây thiệt hại cho cây trồng và cơ sở hạ tầng của địa phương ở Giang Tây và Phúc Kiến. Vào ngày 22 tháng 7, có một trận mưa lớn ngắn hạn cục bộ ở Quế Lâm, Quảng Tây và xảy ra ngập úng đô thị. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7, mưa lớn ở một số khu vực của Giang Hoài và Hoàng Hoài đã gây ra thảm họa ở An Huy, Hồ Bắc và những nơi khác. Thời tiết mưa liên tục ở Nam Dương, Chú Mã Điếm và những nơi khác ở Hà Nam khiến mùa màng của địa phương bị thiệt hại. Nhìn chung, thiên tai lũ lụt đã gây ra 2,585 triệu người thiệt mạng tại 20 tỉnh, khu tự trị bao gồm Giang Tây, Phúc Kiến, An Huy và Hồ Bắc. Trong tháng 6, 4 quá trình thời tiết đối lưu mạnh đã xảy ra trên cả nước và 265 quận thuộc 20 tỉnh và khu tự trị phải hứng chịu thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh, mưa đá và mưa lớn ngắn ngày, chủ yếu tập trung ở phía Tây Bắc, Tây Nam và Bắc Trung Quốc. Ngoài ra, có 2 cơn bão cát ảnh hưởng đến miền Bắc Trung Quốc, trong đó 2 ngày 19 và 22 tháng 7 là một trận bão cát ảnh hưởng đến chất lượng không khí và giao thông vận tải. Về tình hình thiên tai lũ lụt trong tháng 7, miền Nam Trung Quốc sẽ dần bước vào thời kỳ nước đọng thuyền rồng, Giang Nam sẽ dần bước vào mùa mưa, nhiều nơi ở Trung Quốc sẽ bước vào mùa lũ chính và một số các khu vực Đông Bắc, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc sẽ có nguy cơ xảy ra thảm họa lũ lụt và mưa đá cao hơn. Một số con sông có thể hứng chịu cảnh báo siêu lũ. Theo People Daily Thành Đô vào ngày 28 tháng 7 cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 26 tháng 7 tại Lục Đỉnh, tỉnh Cam Tử, tỉnh Tứ Xuyên, bất ngờ có một trận mưa lớn. Lượng mưa lớn trong 24 giờ lên tới 70,4mm. Đài quan sát khí tượng quận đã khẩn cấp đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn Phù Sát Câu của tỉnh lộ 211 ở thị trấn Đức Đức Vị, huyện Lục Đỉnh gây ra lở đất. Các trận lở đất nặng đã bị cuốn trôi từ trên núi xuống và chất đống trên con đường chính cùng với sự xói mòn của lượng mưa lớn khiến các phương tiện không thể qua lại được, gây mất an toàn giao thông. Sau khi thảm họa xảy ra, Ban dự án gói dầm cứng thuộc chi nhánh Vũ Hán của Cục thứ 3 An ninh Trung Quốc đã ngay lập tức thành lập đội lãnh đạo tiền tuyến phòng chống lũ lụt khẩn cấp và cứu hộ. Sau khi đội đến hiện trường, họ đã lập tức đặt nón phản quang và biển báo bảo vệ tại nút giao thông, đồng thời gọi 2 máy xúc lật, 1 máy xúc, 8 xe ben đưa vào nhiệm vụ nạo vét thông đường. Mùa hè ở Lục Đỉnh rất nóng, nhiệt độ ngoài trời lên tới 35 độ C. Do nằm trên cao nguyên nên tia cực tím cũng rất mạnh. Các nhân viên cứu hộ đứng trên tuyến đầu chống lại cái nắng như thiêu như đốt. Sau hơn 8 giờ hoạt động liên tục trong nhiệt độ cao, hơn 3.000 mét khối chất lỏng, xà bần đã được chuyển đi. Và cuối cùng, nhiệm vụ thông đường đã hoàn thành xuất sắc vào lúc 16 giờ ngày 27 tháng 7. Hồ Siêu, giám đốc dự án của gói dầm cứng cho biết, kể từ khi mùa lũ đến, bộ phận dự án đã liên tục nhắc nhở nhân viên về tình hình lũ lụt nghiêm trọng và tất cả nhân viên đều sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp. Họ đã chuẩn bị đầy đủ cho trận mưa bão và lở đất bất ngờ này, đồng thời gấp rút dọn đường nhanh nhất có thể để loại bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6 năm nay, một vụ sập quy mô lớn đã xảy ra tại mỏ than Lộ Thiên của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Kinh, Asa Lebaner, Asa Liwik, khu tự trị Nội Mông. Hình ảnh cho thấy lực lượng cứu hộ đang tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn. Theo báo cáo của Tân Hoa Xã vào ngày 21 cho biết, Cục Quản lý Khẩn cấp khu tự trị Nội Mông và Ban tuyên truyền của Ủy ban Liên đoàn ANSA đã thừa nhận rằng công tác tìm kiếm và cứu hộ tại một mỏ than Lộ Thiên ở Nội Mông đã kết thúc.
trong đó có 47 người mất tích, được báo cáo vào thời điểm đó đều đã được xác nhận. Như vậy, vụ tai nạn đã khiến tổng cộng 53 người thiệt mạng. Vào ngày 22 tháng 7 năm nay, trong quá trình vận hành mỏ than Lộ Thiên Tân Kênh ở Nội Mông, một khu vực rộng lớn của ngọn núi đã bị trượt và đổ. Ngọn núi bị sập về cơ bản đã che phủ hoàn toàn bề mặt làm việc phía dưới, khiến việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này, bụi vàng cuồn cuộn, hàng chục phương tiện máy móc bị nuốt chửng, công nhân làm việc tại hiện trường hét lên, hết rồi, qua rồi, lần này qua rồi, cả núi sập rồi, nhưng họ không thể làm gì được. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp than Tân Kinh liên quan đến vụ việc đã bị xử phạt hành chính vì một số vấn đề trong quá khứ, bao gồm lấy nước mà không có giấy phép, không đặt giới hạn tốc độ, giao lộ và các biển báo đường bộ khác, thậm chí xây dựng mà không được phê duyệt và không thực hiện các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường, bị yêu cầu dừng sản xuất. Vào cuối tháng 6, một mỏ than Lộ Thiên khác ở Ansa Lewis Ruki, Nội Mông đã bị sập trên diện rộng và lượng bùn lên tới 10 triệu mét khối. Ít nhất có 3 người đã chết và hàng nghìn người bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc kể từ ngày 29 tháng 7. Mùa bão lũ ở Trung Quốc thường có những cơn mưa xối xả bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến tháng 9. Cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán nhà nước Trung Quốc đã nâng mức độ khẩn cấp cho kiểm soát lũ từ cấp 4 lên cấp 3 vào tháng 6 khi các trận mưa lớn không ngừng tàn phá đất nước, theo Tân Hoa Xã. Do lũ lụt nghiêm trọng, Bộ Quản lý các trường hợp khẩn cấp vào ngày 26 tháng 6 đã cử thêm 9 nhóm đến các khu vực khác nhau, bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam, Giang Tây. Trước đây, các đội được cử đến để cứu trợ lũ lụt ở Hồ Bắc và An Huy. An Huy và tỉnh Hồ Bắc lân cận, tâm chấn của đại dịch ở Trung Quốc dường như là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ. Associated Press cho biết, lũ lụt nghiêm trọng và mưa lớn đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và làm gián đoạn kỳ thi tiếng Trung ở quận Xi. Ở phía nam tỉnh An Huy, sau khi chỉ có 500 trong số 2.000 học sinh đến được địa điểm thi vào ngày 27 tháng 6, gần 30.000 người đã sơ tán tại thành phố Hoàng Cương của Hồ Bắc sau khi nước bắt đầu dò ra từ một hồ chứa. Đây có lẽ là mùa lũ lụt kinh hoàng nhất trong lịch sử đối với người dân Trung Quốc. Theo dữ liệu chính thức, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, lượng mưa tại tỉnh Hồ Nam thuộc vùng Trung Nam Trung Quốc, tỉnh An Huy, miền Nam Trung Quốc và tỉnh Giang Tây thuộc vùng Đông Nam Trung Quốc lên tới 300mm đến 500mm. Tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, lượng mưa lên tới 800mm. Tại một huyện ở Giang Tây, lượng mưa trong 24 giờ từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 đạt khoảng 538mm, tương đương với lượng mưa một năm tại Bắc Kinh trong những năm gần đây. Các thành phố khác ở Giang Tây cũng ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Tại thị trấn Cảnh Đức Trấn ở Giang Tây là quê hương gốm sứ nổi tiếng của Trung Quốc, một người dân địa phương tên Su cho biết nước lũ tại thành phố này lên tới hơn 1 mét. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Su cho biết toàn bộ hoa màu trong khu vực đều chìm trong biển nước. Trong khi đó, tại thành phố Vũ Di Sơn, thuộc tỉnh Phúc Kiến ở phía đông nam Trung Quốc, trận lụt xảy ra vào ngày 29 tháng 7 đã khiến nước lũ dâng cao hơn 1 mét tại hầu hết các khu vực của thành phố, cuốn trôi xe cộ và nhiều tài sản cá nhân khác. Kính thưa quý vị, tình hình ở Biển Đông thậm chí còn trở nên phức tạp hơn trong tuần qua với việc các máy bay tấn công A-10 bay tuần tra hàng hải trên một chuỗi rạn san hô được gọi là bãi cạn Scarborough. Nó cách Philippines chưa đầy 150 dặm về phía Tây và được coi là địa điểm mà Bắc Kinh có thể tiến hành cải tạo đất và tiếp tục mở rộng quân sự trong khu vực trong năm nay, khiến Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực lo ngại. Tuy nhiên, A-10 có vẻ như là một chiếc máy bay không phù hợp cho nhiệm vụ. Hoa Chalk, hai động cơ bọc thép hạng nặng đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1970 và được thiết kế để hỗ trợ trên không, trong đó máy bay chiến đấu hỗ trợ bộ binh bằng cách tấn công xe tăng, phương tiện và vị trí của đối phương. Xung quanh bãi cạn Scarborough không có thứ gì như vậy và chiếc máy bay này được coi là dễ bị tổn thương hơn so với các máy bay quân sự khác của Mỹ trước tên lửa đối không. A-10 cũng chậm hơn nhiều so với máy bay đối thủ, bao gồm cả máy bay chiến đấu J-11B của Trung Quốc được sử dụng để chặn máy bay giám sát P-8 Poseidon của Hải quân trong một động thái mà Lầu Năm Góc chỉ trích là hung hăng và nguy hiểm. Tuy nhiên, Warthog gửi một tin nhắn được biết đến với khả năng bay to và thấp. Nó đã đến Philippines trong tháng này khi Bộ trưởng Quốc phòng Votary Gamin đến thăm và Hoa Kỳ tuyên bố sẽ sử dụng luân phiên 5 căn cứ quân sự ở Philippines. Chiếc máy bay này không nhằm mục đích không chiến với máy bay chiến đấu của Trung Quốc, nhưng có khả năng bay qua không phận quốc tế gần bãi cạn Scarborough và thể hiện cam kết của Lầu Năm Góc trong việc giữ bầu trời mở cho tất cả mọi người. Đại tá không quân Larry Card, chỉ huy lực lượng không quân mới ở Philippines, dường như đã đề cập đến vấn đề này trong một bản tin gần đây.
công việc của chúng tôi là đảm bảo các lĩnh vực hàng không và hàng hải vẫn mở theo luật pháp quốc tế, Khạc nói. Điều đó cực kỳ quan trọng, kinh tế quốc tế phụ thuộc vào nó, thương mại tự do phụ thuộc vào khả năng vận chuyển hàng hóa của chúng ta. Hiện tại không có quốc gia nào có nền kinh tế không phụ thuộc vào sự thịnh vượng của nền kinh tế của các quốc gia khác. Lực lượng không quân cho biết các nhiệm vụ thúc đẩy sự minh bạch và an toàn của việc di chuyển trong vùng biển và không phận quốc tế, thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với các quốc gia đồng minh và đối tác, cũng như sự ổn định liên tục của khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương hiện nay và cho các thế hệ mai sau. Trung tá Damien Peacock, phát ngôn viên của lực lượng không quân Thái Bình Dương cho biết hôm thứ Tư rằng A-10 có khả năng lảng vảng tuyệt vời và khả năng cơ động ở tốc độ cao và độ cao không khí thấp, cần thiết để thực hiện nhận thức về lĩnh vực hàng không và hàng hải của lực lượng không quân và phục hồi nhân sự nhiệm vụ. Ông cho biết việc sử dụng các máy bay trực thăng A-10 và HH-60G Payhawk bay quanh Philippines trong tuần qua là quyết định đúng đắn về mặt chiến lược và kinh tế bởi vì chúng ta đã có mặt sau cuộc tập trận quân sự Bacatan vừa kết thúc. Hoạt động đó diễn ra bao gồm hàng nghìn binh lính Mỹ. Philippines cũng có thể quan tâm đến việc cuối cùng có được các máy bay phản lực A-10 đã qua sử dụng khi lực lượng không quân cho chúng nghỉ hưu, tạo cho Hoa Kỳ một lý do khác để thúc đẩy sự quen thuộc của Manila với chúng. Philippines sử dụng máy bay cánh quạt OV-10 cũ kỹ để hỗ trợ trên không. Một phiên bản OV-10 của Mỹ đã xuất hiện trong chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo với một vai trò rất hạn chế và bí mật, nhưng chiếc máy bay này phần lớn được coi là lỗi thời. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.